Đây là cái máy test tóc tự động ấy các bạn. Khi mà Tuấn xem clip quảng cáo ấy, Tuấn cũng rất là ngạc nhiên. Tại vì là nó cũng rất là tiện lợi. Nên là Tuấn đã đặt mua về để trải nghiệm xem thực tế nó sử dụng như thế nào. Hộp của nó cũng rất là to. Đấy, nhưng mà nó nhẹ ấy các bạn. Rồi bây giờ Tuấn sẽ mở hộp sản phẩm nhé. Wow, rất là đẹp luôn các bạn. Wow. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy được cái máy tết tóc nhá. Nó rất là đẹp và xinh các bạn ạ, ngộ nghĩnh và đáng yêu. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái lược này các bạn. Có thêm đây là vòng run để mà mình cột tóc. Đấy, rất là nhiều màu. Đây là cái kiểu như là gọi là cái để mình cố định tóc lại. Cố định tóc lại để mình tết tóc. Đấy, Tuấn không biết là phải gọi như thế nào nữa. Và đây là những cái mà mình chấp tóc lại để mình tạo tạo theo từng mình chấp tóc lại cho nó đẹp. Đại khái là như thế, chấp theo từng đoạn một. Đấy, Tuấn biết công dụng của nó nhưng mà không biết phải gọi với tên như thế nào nữa. Rồi đây là cái que để mà lấy tóc. Đây, lấy như thế này để Tuấn làm mẫu cho các bạn nhé. Đây, mình sẽ lấy tóc như thế này. Đấy, rồi mình kéo xuống dưới cái ống tết tóc này. Đấy, để mà mình tết tóc thôi. Rồi ở bên đây chúng ta sẽ có cái khay đựng pin nhé. Đây, để Tuấn mở cái khay này ra để bỏ pin vào để test. Wow. Các bạn cảm thấy như thế nào ạ? Rồi bây giờ Tuấn sẽ nhờ một người bạn nữ để Tuấn trải nghiệm xem và đưa ra cái nhận xét về cái sản phẩm này nhá. Rồi ok, bây giờ Tuấn sẽ khởi động máy nhé. Rồi. Các bạn thấy thế nào? Rất là đẹp phải không ạ? Thật sự cái máy này nó rất là tiện các bạn ạ. Đấy. Tuấn cảm thấy á, những chiếc máy như thế này thì không phải là dành cho trẻ em nữa đâu. Và người lớn chúng ta cũng có thể sử dụng được. Đấy. Rất là đẹp và tiện. Các bạn ai đã sử dụng sản phẩm này rồi, hãy bổ sung thêm những đánh giá của mình ở phía dưới nhé. Link mua sản phẩm Tuấn đã để dưới phần mô tả cho bạn nào cần. Các bạn muốn Tuấn review thêm sản phẩm nào thì hãy comment hoặc dán link sản phẩm đấy dưới phần bình luận.
Video của Tuấn xin được khép lại tại đây. Đừng quên đăng ký, bấm chuông để đồng hành và ủng hộ Tuấn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.